Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ ạ. Chiếc xe được sản xuất tại Mỹ ạ. Đó chính là chiếc xe Toyota Venza. Chắc quý vị và các bạn được biết là ở thị trường Việt Nam mình thì không được những chiếc xe Toyota không được phân phối chính hãng ạ, mà được nhập khẩu từ các đơn vị nhập khẩu tự do ở bên ngoài ạ. Và phân phối chủ yếu tại thị trường Việt Nam mình thì là có hai phiên bản Toyota Venza quý vị bạn nhé. Đó là phiên bản 2.7 và phiên bản 3.5. Phiên bản 3.5 thì là gần như là phiên bản đủ hết rồi. Còn phiên bản 2.7 thì nó lại có rất là nhiều phiên bản bay đồ, phiên bản trung đồ và phiên bản full đồ. Đấy, tức là phiên bản thiếu đồ, đủ đồ và phiên bản trung đồ đấy ạ. Thì hôm nay thì chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc xe Toyota Venza ở cái phiên bản 2.7, phiên bản full đồ quý bạn nhé. Phiên bản full đồ thì nó khác với phiên bản bay đồ như thế nào, thì lát nữa thì tôi sẽ giới thiệu chi tiết cho quý vị và các bạn nó khác ở những cái đồ nào ạ. Tôi giới thiệu đến đâu thì tôi sẽ chỉ rõ cho quý vị và các bạn biết được ạ. Cơ bản là nó ở cái phiên bản full đồ, nó có khóa thông minh, đề nổ start top và có cả đèn pha auto, cảm biến đèn pha đấy ạ, và hai cửa nóc ạ, và ghế chỉnh điện, ghế da, ghế chỉnh điện và sấy ghế. Nó có rất là nhiều option, thì lát nữa thì tôi sẽ giới thiệu đến đâu tôi sẽ chỉ rõ cho quý bạn là thấy được là phiên bản đủ hay thiếu ạ. Chiếc xe này được sản xuất là cuối năm 2009 quý vị bạn nhé, được sản xuất tháng 10 năm 2009, nhập khẩu về Việt Nam là tháng 12 ạ, đăng ký cuối tháng 12 năm 2009. Chiếc xe đã lăn bánh được 62.000 dặm rồi, 62.000 mai đấy ạ. Tính ra km thì là nó khoảng 10 vạn km rồi quý bạn nhá. Và đăng ký biển Hà Nội, và chiếc xe này mới thay dàn lốp thứ hai thôi, và cả cái dàn lốp này là chủ xe thay đồng loạt luôn ạ, thay cả dàn luôn quý bạn nhá. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 625 triệu đồng quý vị bạn nhá. Với những chiếc xe sản xuất năm 2009 như thế này thì chúng tôi không hỗ trợ trả góp nữa, và đủ 625 triệu đồng thì quý vị các bạn mới được sở hữu chiếc xe này ạ. Đấy là cái những chiếc xe đời sâu thì không còn trả góp nữa ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Venza 2.7 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Toyota Venza 2009 nhập khẩu Mỹ này nhé. Mời quý vị và các bạn. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem về cái phần ngoại thất chiếc xe này, xem chiếc xe này nó còn được đẹp đến đâu quý vị các bạn nhé. Chiếc xe này là màu đen quý vị các bạn ạ. Màu đen thì nếu như mà để ra ngoài trời như thế này, nếu như mà nền mà nó xấu, nó móp méo hay là đã bị đâm đụng va chạm rồi mà làm lại thì nó rất là lộ quý vị các bạn ạ. Đấy, chiếc xe rất là đẹp ạ. Đấy, tôi đã đi một vòng quanh xe cho quý vị và các bạn cùng xem rồi ạ. Đây là cái phần đầu của xe quý vị và nhé. Nhìn từ đằng trước thì quý vị các bạn thấy đấy ạ, xe cũng đã được trang bị từ đèn pha bi xe nông này, đèn gầm này, mặt ca lăng còn rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy, rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Chưa có bị đâm đúc hay là chưa có bị va chạm gì cả, rất là đẹp. Và cái phiên bản này nó là phiên bản đủ quý vị các bạn nhé. Phiên bản đủ, xe đã được trang bị khóa thông minh, đề nổ start top, đèn pha auto. Đó. Rất là đẹp luôn. Chiếc xe đã lăn bánh được 62.000 mai rồi, cho nên là chủ xe cũng đã vừa thay lên một cái dàn lốp mới, cả một cái dàn lốp mới quý bạn ạ. Dàn lốp Michelin mà chủ xe mới thay,
mới thay từ gọi là mới thay thôi, như thay từ năm 2020 cơ quý vị bạn ạ. Tính ra là nếu như bây giờ mà đã chạy cái dàn lốp này chủ xe thay được 2 năm rồi mà nó còn dày còn đẹp như thế này thì quý vị và các bạn biết là chủ xe đi nhiều hay ít rồi đấy. Đấy, 2 năm mà lốp còn mới như này đấy. Đấy, cả một cái dàn lốp này chủ xe mới thay từ năm 2020 đây quý vị bạn nhé. Cả dàn đều thay 2020. Chủ xe này cũng rất là cẩn thận, thay lốp là thay cả luôn quý vị bạn ạ, thay cả dàn lốp. Vì là phần lớn là những chiếc xe này là đều chạy ít, vì là xe sang đắt tiền mà. Những cái năm 2009, 2010 mà mua những chiếc xe Venza này là hơn 1 tỷ đấy quý vị bạn ạ, rất là đắt tiền. Cả dàn lốp là 2020 này. Đấy, là răng mặt phay rất là mới, rất là đẹp, lốp cũng còn rất là dày mà nhé. Đấy, là răng thì chưa có bị xước sát gì cả, rất là đẹp luôn. Cả một cái dàn lốp chủ xe đều mới thay đẹp đến 2020. Và lốp sơ cua của chiếc xe này thì nó nhỏ hơn quý vị bạn nhé. Lốp sơ cua nó nhỏ hơn cái lốp 4 lốp chính. Đấy, rất là đẹp. Nhìn về ngoại thất thì là không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả, cho nên là cái nước sơn rất là đẹp đây quý vị bạn nhé. Từ những cái nước sơn nền này đều rất là mới, rất là bóng. Cabo cũng còn nguyên bản đây. Tuy cabo nó có hơi xước sát rất là nhỏ thôi quý bạn ạ. Xước sát rồi đá bắn rất là nhỏ, đây tôi đã chấm sơn lại thôi chứ không sơn nhé. Để cho cabo này nguyên bản quý vị bạn nhé. Đấy, sơn cabo nguyên bản này. Đèn pha bi-xenon cũng còn rất là mới, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là cái đèn pha này còn nguyên đấy ạ. Đấy, đèn pha còn nguyên, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Gương chiếu hậu thì chưa được tích hợp xi nhan trên gương, và cái gương này là gập bằng tay quý vị bạn nhé. Đấy, và có cả sấy gương này quý vị bạn này. Đấy, gương chiếu hậu đã có cả sấy gương. Nhìn về cái đằng sau này thì quý vị các bạn thấy ạ, đây là cái cụm đèn hậu này. Cụm đèn hậu cũng còn rất là đẹp, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên còn rất là mới, rất là đẹp. Đây là cái cụm đèn sau phiên bản này, Toyota Venza 2.7 quý vị các bạn nhé. Phiên bản 2.7 thì quý vị bạn nhìn đằng sau này là thấy nó có một bô thôi ạ. Thì nếu phiên bản 3.5 là nó có hai bô. Đấy. Cụm đèn sau còn mới nguyên ạ, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, còn rất là đẹp. Đấy. Rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Xe cũng đã có cả đuôi gió sau, đèn phanh trên cao, hai cửa nóc quý vị bạn nhé. Phiên bản đủ nó hai cửa nóc, tôi giới thiệu đến đâu thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn biết được là phiên bản đủ nó khác với phiên bản thiếu ở những cái gì quý vị bạn nhé. Đây là cái phiên bản full option, phiên bản đầy đủ hết cả đồ rồi. Đấy, một chiếc xe Toyota Venza sản xuất tại Mỹ và nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ quý vị bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp đây quý vị bạn ạ. Từ những cái mặt ca lăng còn rất là mới này, cho đến những cái cửa gió. Đấy, cửa gió rất là mới luôn. Một chiếc xe được sản xuất từ năm 2009, đăng ký cuối năm 2009. Đăng ký cuối tháng 12 năm 2009. Cho nên còn rất là đẹp. Tuy sử dụng trên 10 năm rồi, nhưng còn rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Đấy. Về cái phần ngoại thất thì rất là đẹp rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về cái phần nội thất cũng như là về cái phần keo chỉ của chiếc xe nhé. Trước tiên thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần cánh cửa trước bên lái quý vị bạn nhé. Đầu tiên thì cho quý bạn xem về những cái phần keo chỉ của cái cánh cửa trước bên lái này. Rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Keo chỉ là nguyên bản này. Chúng tôi cam kết là không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả. Đấy, keo chỉ nguyên bản này. Ốc cabo cũng còn nguyên bản luôn quý vị các bạn nhé. Đấy. Ốc bản lề cánh cửa còn nguyên bản quý vị các bạn nhé. Tabi rất là đẹp, và cái tabi này được kết hợp giữa phần nhựa này, phần da này, phần ốp vân gỗ
tạo cho một chiếc xe này rất là sang trọng này, rất là sang trọng và lịch sự. Và xe này ở cái phiên bản đủ đã được trang bị loa JBL các bạn nhé. Nếu như cái phiên bản bay, phiên bản thiếu đồ, không có loa JBL, không có loa JBL quý vị bạn nhé. Và cốp điện đây, đây là cái bấm cốp điện sau đây ạ. Nếu như cái phiên bản thiếu là nó sẽ không có cốp điện đây đâu. Đấy, cốp điện này, chế độ chống trơn trượt này. Đấy, rất là nhiều option quý vị các bạn nhé. Đấy, và đây là cái tem của nhà sản xuất đây quý vị các bạn này. Đây là tem của nhà sản xuất này. Xe được sản xuất tại Mỹ đây ạ, Made in USA. Đấy, và sản xuất tháng 10 năm 2009. Đấy, sản xuất tháng 10 năm 2009 quý vị bạn nhé. Sản xuất tại Mỹ đấy ạ. Chiếc xe này là nhập khẩu. Và cái phiên bản đủ này thì xe cũng đã được trang bị đầy đủ từ ghế da cao cấp này, nội thất da cao cấp này, ghế chỉnh điện này, hàng ghế trước được chỉnh điện và có cả sấy ghế quý vị bạn nhé. Đấy, sấy ghế cho cái hàng ghế trước này. Đấy. Và cái phiên bản xe Mỹ thì quý vị và các bạn biết rồi đấy ạ, rất an toàn, đi rất thích và rất an toàn. Được trang bị đến 9 túi khí quý vị bạn nhé. Đấy, và cửa nóc này, cửa sau nữa này, cửa nóc sau này. Đấy, hai cửa nóc luôn quý vị và các bạn nhé. Đấy, quý vị và các bạn thấy phiên bản đủ nó khác ở cái phiên bản thiếu là ở cái chỗ này đấy ạ. Đấy, khóa đi thông minh, đề nổ start top, cốp điện, loa JBL, còn bản thiếu là nó sẽ không có những cái đấy. Đấy. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ này ra cho quý vị các bạn cùng xem này. Cánh cửa phía sau bên phụ này, keo chỉ cũng còn nguyên bản này. Đó. Keo chỉ nguyên bản, ốc bản lề cũng còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn nhé. Chưa có phải tháo cái ốc nó ra cả, còn nguyên đấy ạ. Đó. Tắp bi cánh cửa sau này cũng còn rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Tắp bi cửa sau này, nội thất ghế da cao cấp rất là đẹp này. Và cái khác ở những chiếc xe SUV 5 chỗ thì cái phiên bản Toyota Venza này, tôi khẳng định là phiên bản với phiên bản 5 chỗ thì không có chiếc xe nào rộng bằng đâu ạ. Đấy, quý vị bạn nhìn thấy ngồi ở cái hàng ghế sau này rất là rộng, rất là thoải mái đấy. Phiên bản Venza nó 5 chỗ rất là dài. Nếu như nhìn về kích thước thì nó còn rộng hơn, dài hơn cả những chiếc xe 7 chỗ khác, ví dụ như những chiếc xe Xpander ạ. Phiên bản Xpander 7 chỗ nhưng kích thước không thể bằng được chiếc xe Venza 5 chỗ đâu các bạn nhé. Chính vì nó dài, nó rộng như vậy cho nên là đã được trang bị cả cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau này đấy. Mặc dù 5 chỗ nhé, nhiều xe 5 chỗ là không có cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau. Chiếc xe này đã được trang bị rồi các bạn ạ. Và bây giờ thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem được cái độ rộng nó thoải mái như thế nào đây. Nếu như ngồi ở một chiếc xe 5 chỗ khác thì là nó rất là chật, nó không được rộng rãi như chiếc xe này đâu ạ. Đây là chiếc xe Venza, nó rất là rộng rãi và thoải mái đấy ạ, quý bạn nhé. Đấy. Không những nó rộng rãi và nội thất được thiết kế rất là đẹp quý vị bạn ạ. Cao cấp, túi khí được trang bị đến 9 túi khí quý bạn nhé. Có thể nói là túi khí quanh xe. Đấy. Và ngồi ở đằng sau này chúng ta cũng cảm giác nó rất là thoáng đấy. Vì xe cũng đã được trang bị cửa gió, cửa nóc cho hàng ghế ngồi phía sau. Đấy, rất là thoáng này. Cửa trước là cửa nóc, cửa sau là cửa panorama, chỉ mở được cái phần nỉ này dưới này quý bạn nhé. Chúng ta có thể đóng vào này và chúng ta có thể mở ra này. Đấy, cái phần panorama đằng sau này, đằng trước là cửa nóc này, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy. Sau đây thì tôi sẽ cho quý vị các bạn xem về cái đồng hồ công tơ mét của chiếc xe nhé. Xe được trang bị khóa thông minh, đèn ổ start top này. Đấy. Đồng hồ công tơ mét đây ạ, chiếc xe đã lăn bánh được 62.000 dặm, 62.000 mai đấy ạ. Riêng xe Mỹ là toàn tính bằng dặm thôi, quý vị và nhé. Đấy, 62.000 dặm này thì nó tính ra nó khoảng 10 vạn km rồi, quý vị các bạn nhé, 10 vạn km. Và xe cũng đã được trang bị đầy đủ từ vô lăng bọc da này, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng từ âm thanh này, volume này, cho đến điện thoại rảnh tay này, cruise control này, dạo khoảng cruise control này, kiểm soát hành trình ga tự động đây các bạn nhé. Đấy, và đầu DVD, màn hình camera lùi, màn hình Navi các bạn nhé, màn hình navigation. Và ghế da có cả sấy ghế đấy, ghế chỉnh điện sấy ghế đấy. Với thiết kế của chiếc xe Venza này thì rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy, chiếc xe Venza này được thiết kế rất là đẹp, từ ngoại thất cho đến nội thất đều rất là đẹp. Nhưng chiếc xe này nó còn rất là mới quý vị các bạn nhé. Xe cũng đã được trang bị đầy đủ từ cảnh báo áp suất lốp này, đây là cảnh báo áp suất lốp này quý vị các bạn nhé. Đấy,
rất là đầy đủ, rất là nhiều option cho một chiếc xe Toyota Venza. Mặc dù được sản xuất cách đây hơn 10 năm rồi, từ năm 2009, nhưng còn rất là đẹp quý vị và các bạn ạ. Đấy, với option rất là đầy đủ, điều hòa tự động hai vùng độc lập quý vị và các bạn nhé. Đấy, rất là mới, rất là đẹp, một chiếc xe sản xuất từ 2009 ấy. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa cốp sau này ra cho quý vị bạn cùng xem ạ. Cốp sau cũng đã được là trang bị là cốp điện quý vị bạn nhé. Chúng ta có thể bấm trực tiếp trên xe hoặc bấm vào cái cánh cửa cốp sau, hoặc là chúng ta có thể mở trên chìa khóa luôn quý vị bạn nhé. Đấy, cốp điện quý bạn ạ. Chiếc xe cũng đã được trang bị là cốp điện rồi này. Bây giờ tôi sẽ cho quý vị và các bạn cùng xem là cái phần ốc cốp sau còn nguyên bản quý vị bạn nhé. Ốc cốp sau còn nguyên bản này, keo chỉ cốp sau cũng còn nguyên bản luôn quý bạn nhé. Điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Đấy, còn nguyên bản, còn rất là đẹp luôn đấy ạ. Đấy, cốp điện này quý bạn nhé. Ở phiên bản thiếu đồ, phiên bản bay ấy là nó không có cốp điện đâu quý vị bạn ạ. Đấy, rất là đẹp. Chúng tôi cam kết là không bị đâm đụng, không bị va chạm gì cả. Đấy, và cái phần nội thất cũng rất là đẹp. Thế chúng ta nhìn vào cái phần nội thất này, những cái phần trần từ cái cốp sau thì mới thấy được là nó còn rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy, từ nội thất này rất là mới, rất đẹp và rất rộng quý vị các bạn nhé. Đấy, với 5 chỗ ngồi mà rất là rộng như thế này. Đấy, chủ xe cũng còn giữ lại nguyên đầy đủ từ những cái tấm chắn cốp sau này. Đấy, còn nguyên đầy đủ hết luôn quý bạn ạ. Và bên dưới này là cái lốp sơ cua của chiếc xe Venza nói riêng, hoặc những chiếc xe được nhập khẩu từ Mỹ thì phần lớn là cái lốp nó sẽ nhỏ quý bạn ạ, đúng nghĩa là sơ cua luôn, để chúng ta đi đường nếu chúng ta gặp sự cố chúng ta có thể thay tạm ra, nhưng về chúng ta phải đổi lại ngay. Đấy là cái phần sơ cua quý bạn nhé, rất là mới, rất là đẹp cho một chiếc xe Toyota Venza từ 2009 ạ. Đấy, bây giờ thì chúng ta có thể đóng lại, có thể bấm trên chìa khóa hoặc có thể bấm trực tiếp tại cốp này luôn đấy ạ. Đấy, cái cốp điện nó rất là tiện ở chỗ đấy đấy ạ. Phiên bản thiếu thì nó sẽ không có cái cốp điện này. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cửa phía sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Keo chỉ của cái cánh cửa phía sau bên phụ này cũng còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn này. Keo chỉ cốp cánh cửa phía sau này còn nguyên bản này. Ốc bản lề của cái cánh cửa sau này cũng còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhé. Đấy, ốc bản lề còn nguyên bản này, còn nguyên hết ạ, nguyên zin hết ạ. Và nội thất thì rất là đẹp này quý vị bạn nhé. Nội thất này, từ trần này cho đến cửa nóc này, đến ghế da này, còn rất là mới, rất là đẹp luôn. Táp đi cửa sau cũng còn rất là mới quý vị bạn nhé. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa trước bên phụ cho quý vị và bạn cùng xem. Ở cái cánh cửa trước bên phụ này cũng có bấm tay để mở cửa quý vị bạn nhé. Nó khác với những phiên bản ở những xe Hàn, xe Nhật, thì là những xe phiên bản xe Hàn, xe Nhật thì chúng ta có thể bấm tại đây. Còn nếu như phiên bản xe Mỹ thì người ta thường hay bấm kiểu này quý vị bạn này. Người ta hay kiểu bấm kiểu này. Đấy, đây là cái nút bấm ở trên này. Đấy, bấm. Đấy, đấy, phiên bản xe Mỹ là bấm lên đấy. Đây là chiếc táp bi cửa trước bên phụ quý bạn nhé. Keo chỉ cũng còn nguyên bản này. Ốc bản lề cũng còn nguyên bản hết luôn quý bạn nhé. Chưa có mở một con ốc nào ra đâu ạ. Còn nguyên bản hết đấy. Loa JBL quý bạn nhé. Hai cánh cửa trước nó đóng thương hiệu của loa JBL, thương hiệu loa JBL rất nổi tiếng của Mỹ quý vị và nhé. Những dòng xe sang của Mỹ đều được trang bị là loa JBL đấy ạ. Và cái táp bi cũng còn rất là mới, rất là đẹp quý vị và nhé. Ghế chỉnh điện đấy ạ, ghế da cao cấp và ghế chỉnh điện cả ở hàng ghế trước quý vị và nhé. Hai ghế trước này là ghế chỉnh điện và sấy ghế, ghế chỉnh điện và sấy ghế ở hai hàng ghế trước này. Nội thất thì rất là đẹp quý vị và các bạn ạ. Một chiếc xe sau 11 năm sử dụng rồi, từ 2009, 11 năm sử dụng rồi mà rất là mới, rất là đẹp như này này. Đẹp từ trần cho đến những cái vô lăng, cần số này, táp lô này,
rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đây là cái ốc bản lề của cái cánh cửa phía sau đây ạ. Đấy, còn nguyên hết đấy. Xe được trang bị là khá nhiều option và rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Ở những năm 2009 với chiếc xe này có thể nói là xe sang rồi đấy ạ. Vì chiếc xe này bán ra với giá là toàn trên 1 tỷ quý vị bạn ạ. Đấy. Rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Về cái phần ngoại thất thì rất là đẹp rồi và cái phần nội thất cũng rất là mới rồi. Sau đây tôi sẽ giới thiệu cho quý vị bạn về cái phần đặc biệt quan trọng của chiếc xe, đó là cái phần động cơ. Trước tiên tôi sẽ mời quý vị và các bạn xem về cái phần ốc cabo trước đã. Đây là cái phần ốc cabo quý vị bạn nhé. Ốc cabo còn nguyên bản này, keo chỉ cabo cũng còn nguyên bản này. Đó, ốc cabo nguyên bản, keo chỉ nguyên bản này. Thì điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả quý vị bạn nhé. Đấy, từ ốc cabo, chân ốc cabo này là còn nguyên bản hết đây quý vị bạn nhé. Đấy, còn nguyên bản này. Và những cái từ những cái phần tấm chống nóng cabo này cũng còn rất là mới đây quý vị bạn nhé. Đấy, một chiếc xe này rất là đẹp đấy ạ. Từ những cái tem của cái cabo này này, đây là cái tem của cabo này nhá. Nếu như bị đâm đụng hay là bị va chạm hay là bị thay lại thì không bao giờ còn những cái tem này. Tem này thì quý vị các bạn thấy tháo ra là không bao giờ bóc được cái tem này ra nhá, bóc ra là vỡ luôn. Hoặc là có thể sơn cũng không bao giờ là giữ lại được cái tem này. Tem này tem số vin của xe luôn quý vị bạn nhé, nó giống như cái số vin ở cái chân kính ạ. Đấy, rất là mới, rất là đẹp. Một chiếc xe từ 2009 mà mới như thế này. Đấy, quý vị các bạn biết rồi đấy ạ. Và đây là cái phiên bản 2.7 cho nên là xe cũng đã được trang bị là cái khối động cơ đua VVTi 2.7 lít quý vị bạn nhé. Động cơ xăng 2.7 lít và động cơ này là còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn này. Chúng tôi cam kết thứ nhất là còn nguyên bản, không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản hết đây quý bạn này. Những con ốc này là còn nguyên bản hết này. Đấy. Ốc cabo, còn ốc chân máy và ốc mặt máy này còn nguyên bản hết luôn quý bạn nhé. Đấy, không bị tai nạn, không bị ngập nước, máy móc nguyên bản và còn rất là đẹp đây này. Chúng tôi cũng đã dọn dẹp qua đi một chút về cái phần động cơ của chiếc xe này rồi. Tôi đem ra đây, tôi giới thiệu, tôi quay lên cho quý vị và các bạn để quý vị và các bạn thấy được là chiếc xe 2009 sau 11 năm sử dụng nó còn đẹp, còn mới như thế nào đấy ạ. Tại vì là khách hàng của tôi thì gần như là những khách hàng đều ở xa, chưa xem trực tiếp được, có thể xem ở trên video. Thì quý vị và các bạn cũng có thể tự đánh giá được chất lượng cho chiếc xe Toyota Venza 2009 này quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu quan tâm đến chiếc xe Toyota Venza 2009 đăng ký biển Hà Nội này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 của chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị và các bạn đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 phố Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Toyota Venza phiên bản 2.7 này quý vị bạn nhé. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 625 triệu đồng quý vị bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi không còn hỗ trợ được trả góp được nữa, vì những chiếc xe trả góp phải sản xuất từ năm 2015 trở lên quý vị bạn ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ.
Thank you.